đến từ các thành viên của bên phía Team Dragon. Tuy nhiên thì một pha headshot đến từ khẩu AWM của Killin. Killin bắn rất tốt. Đây vẫn là lao ra đấu súng. Nhật Ha có mạng thứ ba, Nhật Ha Ha có mạng thứ tư. Bomb Side B có Hùng Hay, Hùng Hay có một mạng, Hùng Hay có double kill và cái chiến thuật đánh phục Bomb Side B nhanh đã vỡ. Thành viên bên phía Team Dragon mới là người có mới là bên một quả bom cực kỳ tốt đến từ vị trí của Hùng Hay. Và rồi một pha một mạng đến từ vị trí của Tô. Và lúc này Tô vẫn còn đạn, Tô không cô Tô có double kill, tuy nhiên anh ta còn lại 20 máu và Huy Gà phía bên này hết đạn, nhưng mà Hiếu Huy ngay lập tức đã cô bằng kịp cho người đồng đội của mình. Ha ha sẽ là người đi không, Huy Gà là người ra trước và Đức Anh dễ dàng có một mạng, người nằm xuống đó là Huy Gà. Nhưng mà cái đường K3, cái đường K3 mới chính là cái đường đánh chính xác của các thành viên bên Team IE. Phát hiện được vị trí của Hùng Ha Ha ở bên dưới. Tuy nhiên thì Nhật Ha Ha có một double kill, Đức Anh có một mạng, Đức Anh đang có một double kill không chính thức ở đâu đấu này. Anh ta có triple kill. Và bây giờ là tình huống gỡ bom thành công đến từ vị trí của Đức Anh. Vị trí của Thuận lại là một tình huống Đức Anh. Đức Anh lại có double kill, Đức Anh lại có triple kill ở đâu đấu thứ tư này. Tô hạ được 1, Tô hạ được 2. Tại sao lại có vẻ như hết đạn giữa đường. Tô hạ được 3. Bây giờ bọn vẫn còn cho các thành viên bên phía Team Dragon. Khi mà lúc này Huy Gà đang yếu máu. Tô còn đó cho mình 47 HP. Phía bên này là Hùng Hay. Hùng Hay nhảy lên, phát hiện được vị trí của Tô. Vâng, liệu có làm một flash tiếp theo đến từ tôi không? Tô còn 12 máu như vậy là...